Rồi, ví dụ tiếp theo chúng ta đến phần tính toán rồi, có vẻ dễ hơn với các em. Thôi ví dụ đầu thì lấy những bài dễ đây ha, mình lấy đề trung học phổ thông quốc gia năm vừa rồi mình làm luôn ha, yên tâm không có khó đâu. Rồi, mình đọc đề. Một đoạn dây dẫn dài 20 cm đặt trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 0,04 tesla. Biết đoạn dây đặt vuông góc với các đường sức từ. Khi cho dòng điện không đổi có cường độ 5A chạy qua thì lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn bằng bao nhiêu? Mình nhận diện đây là bài toán về lực từ, được chưa? Đề nói rõ lực từ. Rồi, lực từ công thức sao bạn nhớ không? F bằng BIL sin alpha. Mình coi coi đề có cho mình đủ chưa nha. Một đoạn dây dẫn dài 20 cm, đây là gì bạn? Chiều dài đoạn dây là chữ L. Vậy L bằng 20 cm đúng không? Sai. Đơn vị của L là mét. Vậy 20 cm mình đổi ra mét sao nào? Cm đổi qua mét nhớ nha, chia 100. 20 chia 100 là 0,2 m. Nhớ đó, phần này đề rất gài em. Từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ. Cảm ứng từ là chữ gì bạn nhớ không? Chữ B. Đây chính là B bằng 0,04 tesla. Được chưa? Biết đoạn dây đặt vuông góc với các đường sức từ. F bằng BIL sin alpha. Sin alpha, alpha đây là góc hợp bởi B và dm, vector B và chiều dòng điện. Đề nói đoạn dây đặt, đoạn dây tức là dòng điện luôn đó em, vuông góc với các đường sức từ. Vậy đố em alpha bằng nhiêu? Ha, đoạn đây nè, cái đoạn đoạn dây ha. Đoạn dây nè. Đặt vuông góc với các đường sức từ. Đây giả sử dòng điện chạy vậy đi. Vậy B và Y hợp nhau góc nhiêu? 90 độ đúng không? Vậy cái này cho mình biết alpha bằng 90 độ. Rồi. Khi cho dòng điện không đổi có độ có cường độ là 5A thì đây là chữ gì em? Y bằng 5A đúng không? Thì cái việc tính lực từ lúc này là vô cùng rồi, đơn giản. Rồi, sau khi phân tích đề xong, bây giờ mình sẽ tính nha. Tính thì đơn giản rồi, công thức F bằng gì nè? B Y L sin alpha. Rồi, đáp số cẩn thận. B 0,04, Y là 5A, L là 0,2 m nha, thầy nhắc lại lần nữa, 0,2 m. Bạn nào thấy 20 là sai liền đó. Nhân sin bao nhiêu độ em? 90 độ. Lưu ý tiếp tục. Sin 90 độ, đơn vị mình đang xài của góc là độ. Nhiều máy tính của bạn giải lượng giác đang để là radian. Vậy em nhớ đổi về chế độ độ, bấm cho đúng nha. Chúng thôi là sai là chết luôn á. Rồi, uổng lắm nha. Vậy mình bấm máy tính sẽ ra được đáp án là 0,04. Đơn vị của lực là gì em? Newton là chữ N, thiếu đơn vị là mất 0,25 đó nha. Được chưa nè? Vậy ví dụ đầu tiên mình làm đề trong phổ thông quốc gia năm ngoái em thấy khó không? Chỉ cần mình nhớ công thức, nhớ đổi đơn vị là mình làm đúng rồi. 0,25 điểm trong đề coi như là cho đúng không nè. Được chưa? Rồi, tao có ví dụ tiếp theo. Chúng ta tiếp tục với ví dụ số 3 nha em. Một đoạn dây dẫn dài 20 cm, mình chỉnh luôn trên đề nha. Chiều dài dây dẫn đơn vị là gì em nhớ không? Mét, 0,2 m chia 100. Có dòng điện 5A, Y bằng 5A. Chạy qua, đặt trong từ trường đều giữa hai cực của 500, biết B bằng 0,05 tesla. Hãy tính độ lớn của lực từ F và xác định hai cực của 500. À, nó cho mình cái hình lúc này. Nó cho lực F nè, nó cho Y nè. Nó kêu xác định cực nào cực nam, cực nào cực bắc. À, vậy ngoài tính toán thì bài này còn yêu cầu thêm một bước vẽ hình nữa. Nhưng tính toán em nhớ coi, F công thức tính B Y L sin alpha. Có B, có Y, có L. Thiếu gì ta? Thiếu alpha đúng không nè. Đề hoàn toàn không nói cái gì đến vuông góc hay là bao nhiêu độ giống bài trước. Nhưng ở đây đề cho mình cái gì em? Cái hình nè. Em thấy đây là hai cực của 500 đúng không? Vậy từ trường cái B đó, một là hướng lên, hai là hướng gì? Hướng xuống thôi. Được chưa? Vậy dòng điện đang chạy ngang vậy nè. B hướng lên hay hướng xuống thì nó cũng như thế nào với lại cái Y này em? À, nó sao? Vuông góc đúng không nè. Nè, giả sử B hướng lên ha, hay B hướng xuống thì cái nào nó cũng vuông góc với lại cái dòng điện của mình đúng không nè. Thì ở đây alpha bằng 90 độ, em nhớ nha. Vậy chúng ta tiến hành tính lực từ trước nè. F bằng B Y L sin alpha. Rồi tiếp tục, B thế số thôi, đơn giản rồi.
0,05, y là 5, nhân l là 0,2, nhân sin 90 độ. Nhớ nha, sin 90 độ nha, máy tính để đơn vị độ á, ra là 0,05 Newton. Vậy cái việc tính lực là dễ rồi đúng không? Được chưa nè? Vậy giờ ta sẽ làm cái bước tiếp theo khó hơn. Đề kêu xác định hai cực của 500. Em thấy cái bài này có gì lạ lạ không? Những bài trước nó cho mình chiều của B, chiều của Y, kêu mình xác định lực F. Nhưng cái hình vẽ này nè em thấy không? Nó cho F luôn, nó cho Y, nó không cho B. À đây là bài hơi nâng cao một xíu nha. Vậy chúng ta cùng nhìn, cũng vẫn áp dụng quy tắc bằng tay trái thôi em. Bây giờ chiều của B hướng vào lòng bàn tay, nhưng mà không có B trên hình thì đừng làm đó. Làm hai cái còn lại. Chiều từ cổ tay đến ngón tay là chiều của Y, có Y không? Y đang hướng ngang nè, cổ tay đến ngón tay là chiều của Y. Được chưa? Rồi, ngón tay cái chỉ F, cho F nè, F là dấu chấm. Dấu chấm em nhớ là gì? Từ trong ra hay là ngoài vô? Trong ra hay ngoài vô? Từ trong hướng ra đúng không? Vậy ta để nằm ngang cái tay như thế này, ngón cái từ trong ra, thấy không nè? Vậy mình có Y nè, có F rồi nè. Vậy chắc chắn lúc này B đang hướng vào lòng bàn tay mình đúng không? Vậy bàn tay đang hướng vậy nè. Vậy B phải hướng sao em? Từ trên xuống hay là từ dưới lên? Dưới lên hay trên xuống để B hướng vào lòng bàn tay? Thì chắc chắn chỉ có một đáp án thôi. B phải hướng từ dưới lên đúng không nè? Để hướng vào lòng bàn tay nè. Hơi khó nha. Rồi B sẽ hướng như thế này. Đây chính là B. Được chưa? B sẽ hướng từ dưới lên. Nhưng đề không có hỏi B, đề hỏi xác định hai cực của 500. Nhớ quy tắc vào Nam ra Bắc. Nó đang vào cực này đúng không? Vì cực này là cực Nam. Cực Nam ký hiệu là chữ gì? Chữ S. Cực Bắc ký hiệu là chữ N. Được chưa? Vi diệu không? Ha, không có sao hết. Từ từ làm lại sẽ rõ hơn. Được chưa em? Vậy là mình xong ví dụ số 3 nha. Rồi, vậy là video số 2 sẽ gần hết rồi. Bây giờ thầy sẽ tổng kết lại cho mấy em. Ở phần tính toán về lực từ thì khá đơn giản. Người ta thể cho mình đầy đủ các đại lượng để mình tính lực F. Ngoài ra có những dạng nâng cao hơn chút xíu thôi. Đó là người ta sẽ cho tóm ngược. Là sao? Họ cho mình lực F, cho B, cho Y, cho sin alpha, mà hỏi L bằng mấy, các em làm được không nè? Tới cần thế, ghi công thức, thế tất cả con số ta có vào thì còn dính lại L, ta tính L thôi. Được chưa? Đó là những bài toán ngược thì cũng khá đơn giản. Và thầy chỉ có một lưu ý cho em là khi đề hỏi góc alpha, khi đề hỏi góc alpha bằng nhiêu, đề cho F, cho B, cho Y, cho L, hỏi coi góc alpha bằng nhiêu, thì em nhớ em thế số hết vô, em tính với thầy sin alpha bằng mấy. Sin alpha bằng mấy? Tính sin alpha trước nha. Và sau đó chúng ta làm gì em? Làm sao để ra được góc alpha nè? Chúng ta shift sin. Được chưa? Nhưng mà lúc này nhớ bên phương trình lượng giác chúng ta sẽ ra được hai nghiệm lần nha. Alpha bằng mấy lại alpha bằng gì? Lấy 180 độ trừ cho giá trị đó. Ở ví dụ ở bài này chúng ta ra được alpha bằng 30 độ ha. Thì cái giá trị alpha còn lại là bao nhiêu em? Lấy 180 độ trừ 30 độ là ra được 150 độ. Được không nè? Ha. Những cái tính B, tính Y đều dễ lắm. Nhưng mà có cái tính gốc thì em phải lưu ý là chúng ta có tới hai giá trị gốc. Được chưa? Ở phần này thì trong bài tập về nhà thầy sẽ giao cho em. Và nhiệm vụ của em sau bữa hôm nay là làm các bài tập về nhà để chúng ta biết hết các dạng tính toán của phần lực từ. Được không em? Rồi, chào các em.